Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video của Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của con người cũng được cải thiện hơn. Chúng ta có nhiều cơ hội để tận hưởng những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn so với những người của thời đại trước. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư lại là một kẻ sát nhân đáng sợ, chống lại sự sống của loài người. Đừng để ung thư gõ cửa rồi mới chú ý đến dinh dưỡng và lối sống. Video dưới đây sẽ lưu ý tới quý vị 12 sai lầm khi nấu nướng sẽ dẫn tới nguy cơ ung thư mà hầu như bà nội trợ nào cũng mắc phải. Quý vị hãy tuyệt đối lưu ý. 1. Nướng thịt. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, chuyên gia dinh dưỡng cho hay, chúng ta không nên ăn nhiều thịt nướng bởi món nướng có chứa chất HCA hay còn gọi là heterosilic amin, chính là chất hóa học độc hại gây ung thư. Đặc biệt khi nướng thịt, phần mỡ trong thịt tan chảy xuống than, tạo nên khói độc ám vào miếng thịt, sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp. Phần thịt cháy đen tuyệt đối không được ăn. Hơn nữa, đối với những người bị rối loạn chuyển hóa, thịt nướng càng trở thành món ăn cần hạn chế. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, thịt nướng có trong món bún chả, tốt nhất chỉ nên ăn 1 đến 2 lần một tháng. Sau mỗi bữa ăn, cơ thể cần rất nhiều thời gian để thải hết các chất độc bằng cách tăng cường uống nước, bổ sung chất xơ và luyện tập. 2. Rán bằng dầu ăn. Theo Phó giáo sư Xuân Ninh, việc dùng dầu ăn để rán, quay thịt cũng có thể gây bệnh. Nhiệt độ cao không những phá hủy thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm, mà còn sản sinh ra peroxy, chất gây ung thư và các chất gây hại cho sức khỏe. Khi nhiệt độ vượt quá điểm bốc khói của dầu ăn, dầu sẽ bị cháy, bốc khói và có mùi khét. Chuyên gia này khuyến nghị gia đình nên sử dụng cả dầu ăn và mỡ động vật. Trong đó, mỡ động vật dùng để rán, quay các món cá, thịt, còn dầu ăn chỉ dùng để xào, trộn dầu giấm, salad, nấu canh, ướp thịt, cá. Các loại dầu như hướng dương, đậu nành, hạt cải, ô liu nên dùng để xào, ăn sống, ướp thực phẩm, giúp người sử dụng hấp thụ tốt các vitamin A, D, E, K có sẵn trong thực phẩm, bổ sung các axit béo thiết yếu và tăng vị ngon cho thức ăn. 3. Để dầu ăn nóng đến bốc khói khi chiên, xào. Một số người có thói quen chiên, rán thực phẩm trong chảo dầu bốc khói với suy nghĩ dầu nóng sẽ làm món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, khi dầu ăn bị bốc khói, tức là nhiệt độ lúc đó của dầu đã trên 200 độ C, nhiệt độ cao không những phá hủy tác dụng chống oxy hóa của dầu và các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm, mà còn sản sinh ra peroxy, tác nhân gây ung thư. 4. Dùng dầu đã qua chế biến để nấu tiếp. Nhiều người tiếc không đổ dầu đã qua chế biến đi mà tiếp tục dùng để chiên, xào các thực phẩm khác. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng, bởi dầu khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra axit béo chuyển hóa và sản phẩm oxy hóa lipid. Nếu tiếp tục chịu nhiệt độ cao lần nữa, sẽ sinh ra chất gây ung thư. Vì thế, tốt nhất nên bỏ dầu đã qua chế biến đi để đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình. 5. Lạp xưởng, thịt muối, dăm bông làm chín bằng cách chiên, rán. Lạp xưởng, thịt muối, dăm bông thường chứa khá nhiều muối, cholesterol và các axit béo no không tốt cho tim mạch và các bệnh liên quan đến chuyển hóa lipid máu. Không nên ăn rán các thức ăn vì chúng chứa nitrat amoni, nếu chiên rán sẽ sinh ra chất gây ung thư. 6. Giã đông thịt sai cách. Cuộc sống bận rộn nên nhiều bà nội trợ có thói quen dự trữ thịt trong ngăn đá để không phải đi chợ quá nhiều lần trong tuần. Khi để trong ngăn đá, muốn chế biến thịt buộc phải giã đông. Nhưng nhiều người lại giã đông không đúng cách, như cho thịt vào nước nóng hoặc lò vi sóng, hoặc giã đông ở nhiệt độ phòng. Những cách này đều sai lầm. Nếu giã đông ở nhiệt độ cao, sẽ làm ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt trong miếng thịt, tạo cơ hội cho các vi trùng, vi khuẩn có cơ hội phát triển. Còn giã đông ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập và làm thịt bị biến chất, dễ gây bệnh tật. Cách giã đông đúng nhất là bạn nên chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát và chờ khi tan đá thì chế biến ngay. 7. Trữ thịt quá lâu trong tủ lạnh. Thói quen tích trữ thịt trong ngăn đá tủ lạnh để ăn trong thời gian dài không chỉ làm thịt mất đi độ ngon tự nhiên mà còn gây biến chất, rất có hại cho cơ thể. Nếu không có thời gian đi chợ,
buộc phải mua nhiều để dùng dần thì cũng chỉ nên tích trữ không quá một tuần trong ngăn đá. 8. Trần qua rau rồi nấu cho an toàn. Thạc sĩ Nguyễn Mỹ Linh, bộ môn rau và cây gia vị, Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam cho biết, thói quen rửa và trần qua rau rồi mới nấu nhằm đảm bảo vệ sinh, vừa đẹp màu khi ăn là không cần thiết, thậm chí là phí phạm. Cách trần này vừa làm giảm vitamin, vừa làm mất các chất giúp phòng ngừa bệnh ung thư có trong rau. 9. Nấu rau trong nồi đồng. Nhiều người thích luộc rau trong nồi đồng vì rau sẽ mềm và xanh hơn, nhưng đây là một phương pháp làm mềm rau phản khoa học. Bởi lẽ khi làm như vậy, không những sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng của rau mà còn khiến cho rau bị thôi nhiễm đồng, dễ gây ra các bệnh tật nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên sử dụng dụng cụ bằng nhôm hoặc bằng sắt để nấu đồ ăn, tránh dùng nồi đồng. 10. Chế biến xong một món ăn, không rửa nồi mà tiếp tục nấu món ăn khác. Nhiều người vì tiết kiệm thời gian hoặc thấy nồi còn sạch nên sau khi nấu món ăn trước, không rửa nồi mà tiếp tục nấu món khác. Nhìn bằng cảm quan nồi có vẻ sạch, nhưng trên thực tế, bề mặt còn bám mỡ và thức ăn sót lại. Mỡ và thức ăn thừa này, nếu qua chế biến ở nhiệt độ cao một lần nữa, có thể sinh ra benzoylprogen là chất gây nên bệnh ung thư. Chuyên gia khuyên nên dành chút ít thời gian rửa sạch nồi trước khi chế biến các món ăn khác để đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho bạn và gia đình. 11. Nấu quá lâu, hâm đi hâm lại thức ăn thừa. Trong bất kỳ cách chế biến nào, bất kỳ món ăn nào, nếu nấu quá lâu rồi hâm đi hâm lại nhiều lần trước khi ăn sẽ làm cho thực phẩm bị biến chất. Chất carbon hydrate kết hợp với chất béo có thể sản xuất ra chất gây ung thư. Đặc biệt là việc nấu các món canh kéo dài, những món ninh nhiều tiếng đồng hồ, đun đi đun lại, không chỉ phá vỡ nhiều loại vitamin trong thực phẩm mà còn làm tăng hàm lượng các chất độc hại lên ở mức cao hơn. Lâu dần như vậy sẽ tạo thành thói quen chế biến, sẽ khiến sức khỏe giảm sút, dễ sinh bệnh ung thư. 12. Nấu ăn xong, lập tức tắt máy hút mùi. Trong quá trình chế biến thức ăn sẽ sản sinh ra các chất có hại. Lúc này, dùng máy hút mùi để loại bỏ khí thải là việc nên làm, đặc biệt ở những nhà phố không gian chật chội. Nhiều người có thói quen tắt ngay máy hút mùi sau khi nấu ăn xong mà không biết rằng như thế trong nhà bếp vẫn còn lưu lại một lượng khí thải chưa bị hút hết do máy cần thời gian nhất định để đạt hiệu quả tối đa. Chính lượng khí thải luẩn quẩn trong nhà cũng góp phần tạo nên bệnh ung thư cho thành viên gia đình. Do vậy, tốt nhất sau khi ăn xong từ 3 đến 5 phút hãy tắt máy hút mùi để đảm bảo khí thải được hút hết ra ngoài. Bên cạnh đó, khi nấu ăn nên mở cửa sổ để giảm lượng khí thải còn lưu lại trong nhà bếp. Thưa quý vị, ung thư đã và đang trở thành một căn bệnh đáng sợ trên toàn thế giới. Toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người ung thư, trong đó mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới và 8,2 triệu người tử vong. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu GlobalGAN, năm 2018, Việt Nam có 164.671 ca mắc mới ung thư, 114.871 người tử vong do bệnh này. Nguyên nhân của ung thư không chỉ xuất phát từ môi trường sống mà còn bị tác động bởi chế độ ăn uống không lành mạnh, kém vệ sinh, chế biến sai quy cách. Hãy ghi nhớ một số quy tắc sau đây để phòng chống bệnh ung thư một cách hiệu quả. Chỉ với vài thay đổi nhỏ, bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với tình trạng sức khỏe của bản thân. Hãy cùng Sống An Nhiên điểm qua 5 cách phòng ngừa ung thư đơn giản. 1. Tránh xa thuốc lá. Sử dụng bất kỳ loại thuốc lá nào cũng sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư của bạn gia tăng đáng kể. Thuốc lá dẫn đến nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư phổi, miệng, cổ họng, thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử cung, thận. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không hút thuốc, việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc hay còn gọi là hút thuốc thụ động cũng sẽ khiến bạn có nguy cơ mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo trên. Vì thế, việc tránh xa thuốc lá và khói thuốc lá là một trong những cách phòng ngừa ung thư đơn giản bạn nên thực hiện. Nếu bạn cảm thấy việc bỏ thuốc lá khó khăn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về những sản phẩm hoặc phương pháp hỗ trợ việc cai thuốc. 2. Lựa chọn những thực phẩm lành mạnh. Tuy không thể chắc chắn những thực phẩm bạn lựa chọn có thể giúp bạn ngăn ngừa ung thư, nhưng chúng có thể hạn chế tối đa việc bạn nạp vào người những chất gây hại.
hãy làm theo những nguyên tắc chọn thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư sau đây. 3. Ăn nhiều loại trái cây và rau củ. Tránh việc nạp quá nhiều những thực phẩm giàu calo. Sử dụng đồ uống có cồn một cách hạn chế, bởi việc lạm dụng rượu bia có thể gây ra nhiều loại ung thư như ung thư vú, thận, gan. Chế độ ăn uống kiểu Ý là một lựa chọn tuyệt vời bởi nó tập trung vào những chất béo lành mạnh như dầu ô liu, bơ và cá thay vì thịt đỏ. 4. Tăng cường hoạt động thể chất. Việc duy trì trọng lượng cơ thể cân đối thông qua những hoạt động thể chất là một trong những cách phòng ngừa ung thư đơn giản và hữu hiệu nhất bởi nó có thể giúp bạn hạn chế nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư ruột kết. Bạn nên dành ít nhất 75 đến 150 phút vận động mỗi tuần để có được kết quả đáng kể. Tốt nhất, bạn hãy dành 30 phút hàng ngày để tập môn thể thao nào đó và biến nó trở thành một thói quen để duy trì cuộc sống khỏe mạnh. 5. Tránh xa tia cực tím từ mặt trời. Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, đồng thời cũng dễ phòng tránh nhất hiện nay nếu bạn làm theo những lời khuyên sau. Tránh ra ngoài vào buổi trưa, cụ thể là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bởi đây là khoảng thời gian ánh mặt trời mạnh nhất trong ngày. Nếu ở ngoài trời, hãy ở trong bóng mát và sử dụng kính mát, mũ, áo dài tay và quần dài để tránh cơ thể bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Thường xuyên sử dụng kem chống nắng cho mặt, toàn bộ cơ thể và dặm lại sau mỗi 3 tiếng. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy 30-40% các loại ung thư có thể được ngăn ngừa bằng một lối sống lành mạnh và một chế độ ăn uống khoa học với các thực phẩm phòng chống ung thư. Dưới đây là một số loại thực phẩm phòng chống ung thư bạn nên bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày. 1. Rau xanh. Rau xanh là nền tảng của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào vì chúng giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và enzyme, nhưng rất ít calo, chất béo, natri và các chất độc khác. Các loại rau xanh như cải xoăn, cải song, bông cải xanh hay các loại cải màu xanh rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và beta-carotene. Chúng được biết đến là nguồn glucose tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus nên làm giảm nguy cơ ung thư, giúp tái lập trình các tế bào ung thư chết đi, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của khối u. 2. Quả mọng. Quả mọng là một trong những thực phẩm chống oxy hóa cao hàng đầu trên thế giới. Quả việt quất, quả mâm xôi, anh đào, dâu tây. Mâm xôi rất dễ tìm và dễ sử dụng trong nhiều loại công thức. Chúng có khả năng cung cấp vitamin C, vitamin A và axit gallic, một chất kháng nấm, virus làm tăng khả năng miễn dịch. Các trái cây họ cam quýt, khoai lang, bí ngô có chứa rất nhiều beta-carotene giúp tăng cường chức năng miễn dịch, giải độc gan, chống ung thư da và mắt. 3. Các loại thảo mộc tươi và gia vị. Củ nghệ có chứa thành phần hoạt chất curcumin là một trong những thành phần mạnh nhất trong chế độ ăn uống chống ung thư bởi vì nó làm giảm kích thước khối u và chống ung thư đại tràng, ung thư vú. Cùng với hạt tiêu đen dễ sử dụng, sự hấp thụ củ nghệ được tăng cường và có khả năng chống viêm tốt hơn. Ngoài ra, các loại thảo mộc khác hoạt động như chất kích thích hệ thống miễn dịch bao gồm gừng, tỏi sống, húng tây, ớt cay, rau oregano, húng quế và rau mùi tây có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều công thức, nước trái cây, nước sốt và sinh tố. 4. Thịt hữu cơ. Các loại thịt hữu cơ bao gồm thịt bò hoặc gan gà được khuyến cáo trong nhiều chế độ ăn uống chống ung thư vì chúng được coi là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất và có hàm lượng vitamin B12 rất cao. Những thực phẩm giàu khoáng chất này có thể giúp chống lại tác dụng của rượu, thuốc theo toa, gián đoạn hormone, mức chất béo trung tính cao, kali thấp, béo phì và nhiễm virus. 5. Các sản phẩm sữa nuôi cấy, sữa chua, phô mai. Các sản phẩm từ sữa nuôi cấy là một nguồn giàu vi khuẩn tốt, là vi sinh vật thúc đẩy sự cân bằng vi khuẩn tự nhiên trong hệ vi sinh của đường ruột, giúp tăng khả năng miễn dịch. Hơn 80% hệ thống miễn dịch của bạn được đặt trong đường ruột của bạn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các loại thực phẩm giàu probiotic và bổ sung có thể ngăn chặn sự phát triển của khối u và giúp tái tạo tế bào. Quá trình lên men tạo ra men vi sinh, nhưng chế biến nhiệt cao được sử dụng để tiệt trùng sữa có thể làm hỏng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm các enzyme, protein và men vi sinh. Sữa cũng là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời.
Canxi, đặc biệt khi kết hợp với dạng vitamin D3, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư từ 35-60%, đặc biệt là ung thư trực tràng. Một số nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nó giúp giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. 6. Cá tự nhiên. Theo một nghiên cứu năm 2004 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Dược học Ritchie, tiêu thụ cá nhiều hơn giúp cho chức năng miễn dịch tốt hơn. Nghiên cứu khảo sát tác dụng chống ung thư của chế độ ăn Địa Trung Hải cho thấy những người ăn ít cá và thường xuyên ăn thịt đỏ thì tính nhạy cảm của khối u tăng cao hơn. Cá tự nhiên, đặc biệt là cá nhỏ như cá hồi, cá thu, cá mòi là các thực phẩm có lượng omega-3 cao, có tương quan với sức khỏe của hệ thống não bộ, nội tiết tố và hệ thần kinh tốt hơn. Axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm nên có tác dụng phòng ngừa ung thư và giảm các triệu chứng viêm do độc tính của các phương pháp điều trị hóa trị. Bên cạnh các phương pháp cải thiện thói quen sống và xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh để phòng chống căn bệnh ung thư, bài thuốc tinh thần cũng là một điều hết sức quan trọng. Hãy giữ cho tinh thần luôn thoải mái, đừng để bản thân rơi vào trạng thái buồn bực, tức giận hay mệt mỏi quá độ. Và nếu có thể, quý vị hãy cười nhiều hơn mỗi ngày. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vị thuốc quý giá ấy có thể ngăn ngừa ung thư hiệu quả, sánh ngang với các loại kháng sinh đắt tiền. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Sống An Nhiên ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.